hỏi bác sĩ Sơn là như vậy, qua những cái phát thảo, những cái ý kiến vừa rồi á, thì chúng tôi muốn hỏi rằng người dân như thế nào thì mới thấy những cái triệu chứng của mình và nên đi khám bệnh, và nếu đi khám thì nên đến đâu để mà phát hiện được virus này? Có nhất thiết phải đến các bệnh viện chuyên khoa được chỉ định hay là chúng ta đi tuyến đầu trước? Và đặc biệt thêm một cái ý nữa là khán giả cũng hỏi là hiện nay quy trình xét nghiệm thì mất bao lâu có kết quả? Khán giả SE hỏi qua YouTube. Dạ, xin mời anh. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn báo Thanh Niên cũng có lời mời. Thì thực ra thì cũng có nhiều cái mà mình muốn chia sẻ qua thực tế khám bệnh từ bữa có dịch đến bây giờ, nôm na là như vậy. Thì cũng có khá nhiều bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân lo lắng, rồi mọi người cũng rất là lo lắng. Thì mình cũng thấy rằng là người ta lo lắng cũng có ý của người ta ha. Thì cũng chia sẻ là hiện tại thì có vẻ như mọi người giống như một bệnh nhân mà đang dùng quá cùng một lúc, chuyện đang không có bệnh gì bây giờ đi khám bệnh mà bác sĩ cho rất là nhiều thuốc, về nó bị dội thuốc. Thì thông tin của chúng ta cũng vậy, dội rất là nhiều. Thứ nhất là mọi người cứ hãy yên tâm. Quay trở lại với câu hỏi của các bạn á, thì khi nào cái triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV là gì? Thì thực tế thì qua các thống kê thì người hiện tại thấy rằng cái triệu chứng của nó giống, nó có thể rất là đa dạng, từ không có triệu chứng gì cả cho đến là bệnh nhân chữa triệu chứng nhẹ rồi có triệu chứng nặng như là viêm phổi hay là suy hấp. Tuy nhiên rằng thường gặp nhất ấy, thì có khoảng độ, các thống kê có khoảng đấy 85% là các bệnh nhân sẽ có sốt, và cũng tương tự cỡ như vậy là người ta sẽ có ho. Như vậy còn các triệu chứng khác như đau họng hay là do bị đau cơ, nhức đầu, có thể là tiêu chảy thì cũng gặp ở khá là nhiều số trường hợp. Như vậy chúng ta sẽ điểm lại những triệu chứng ho, nhức đầu, đau cơ, sốt, thì nó thực tế nó cũng không có bất khác bất cứ một cái nhiễm trùng virus thông thường nào cả. Ví dụ cúm chúng ta cũng vậy ha. Mà ngay cả trước đây là những cái dịch người ta gọi là cảm thường, mà bản chất cũng là do một giống coronavirus gây nên, không phải là cái corona bữa nay đâu ha. Nó cũng có những triệu chứng tương tự như vậy, ho, sốt. Thì trong cái khuyến cáo của mình hiện nay thì tất cả, đương nhiên khi các bạn có triệu chứng thì các bạn nên đi thăm khám ở các cơ sở y tế gần nhất. Còn có nhất thiết phải đến tận cái các y tế chuyên sâu ở tuyến cao hơn, ví dụ như là bệnh viện nhiệt đới hay là bệnh viện Pasteur để khám bệnh không? Xin thưa là không. Theo những cái hướng dẫn của Bộ Y tế đó, thì tất cả các bạn khi có triệu chứng sốt, ho hay là đơn giản là các bạn nghi ngờ thì các bạn có thể thăm khám ở tại cơ sở y tế gần nhất. Tại đấy thì các quy trình là tương đối giống nhau theo cái đạo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thì ở tất cả các cơ sở thì có các bác sĩ, họ sẽ sàng lọc cho các bạn lần nữa để xem là các bạn có nguy cơ, các bạn có phải là người đang nghi ngờ bị nhiễm cúm corona, virus corona hay không. Và nếu mà trong tình huống mà người ta sẽ so sánh yếu tố dịch tễ, lâm sàng, tức là có triệu chứng ấy, rồi người ta mới nghĩ rằng là mình có khả năng bị nhiễm hay nghi ngờ bị nhiễm, thì từ đó các bạn ấy sẽ, các nhân viên y tế ở đó sẽ điều tra các bạn kỹ nữa hơn nữa và gửi những cái câu hỏi hay những bản sàng lọc như vậy về trung tâm y tế dự phòng của địa phương. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đấy là trung tâm CDC hay trung tâm y tế dự phòng của thành phố. Và từ đấy các bác sĩ ở đó sẽ quan sát, sẽ tìm hiểu kỹ hơn những cái yếu tố của các bạn, và người ta nhận định xếp loại để xem là cái mức độ nghi ngờ của bạn là bao nhiêu. Nếu thực sự là mức độ nghi ngờ của các bạn là thực sự cao, người ta sẽ trả lời cho cơ sở y tế mà các bạn đang thăm khám là có cần lấy mẫu hay không. Nếu cần lấy mẫu chẳng hạn thì người ta sẽ lấy mẫu cho các bạn. Trong quá trình lấy mẫu có thể các bạn sẽ được cách ly. Và sau đó cái mẫu đó sẽ gửi về viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực phía Nam hiện tại chỉ có viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện xét nghiệm đó thôi. Và xét nghiệm đó cũng rất là nhanh, là xét nghiệm trong khoảng 24 giờ, tối đa 24 giờ là sẽ có kết quả. Và cho dù bạn nghi ngờ cao nhất đi chăng nữa thì ngay một ngày hôm sau là các bạn đã có kết quả trả lời rằng mình có bị nhiễm hay không. Quy trình như vậy. Bởi vậy nên là các bạn, tóm tắt lại, các bạn có các triệu chứng ho, sốt hay nghi ngờ mình đang có bị nhiễm hoặc tiếp xúc với những người bị nhiễm trước đó, nhiễm nCoV trước đó, thì các bạn có thể đến cơ sở y tế gần nhất, không nhất thiết phải đến các cơ sở y tế cao hơn. Còn chúng tôi làm bệnh viện FV thì chúng tôi cũng có quy trình tương tự, cũng tuân thủ theo cái quy định của nhà nước, và chúng tôi cũng có quy trình sàng lọc rất là sớm, cách ly rất là sớm, và có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và trực tiếp với lại trung tâm y tế dự phòng cũng như viện Pasteur, để nếu bệnh nhân thực sự cần xét nghiệm thì chúng tôi có xét nghiệm ngay lập tức cho bệnh nhân, và kết quả cũng trả lời trong khoảng một ngày. Dạ vâng.